ở bên trong đó là theo vào cái vỏ ngoài là bằng cù cù của con bao nhiêu tiền cái này là 46 in my opinion I think if you are having this. Dạ, nhưng mà ăn rất là ngon, cô ăn cũng được. You know, right? When I left my hotel today. Con có loại ngáy thì nó con cũng muốn xấu. Không có cái này là cái gì? Cũng là không loại con, nhưng mà cái khẩu của nhà dài của con khác nhau. Còn cái ruột này con vậy? Là ruột cầu luôn, bỏ ngoài ruột cầu bên trong cái ruột heo. Cái này là hãy sản xuất để xuất qua. Cái này là giam bông. Cái này là giam bông. Là gói nhau được không? Quá siêu, nhiệt tình cái này bún chín rồi, còn cái món sao? Cái bông này thịt heo không có bình, nó rất là mềm. Không có rồi, không có ruột ha. 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 Không có ăn cái miếng lát lát đó là chị một cây miếng lát lát đây thôi sáng cho nó ăn cơm thôi mua đi nhé. Cảm ơn cô. Chào cô. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Đúng không ạ? Dạ, dạ ăn luôn cũng được. Ăn luôn cũng được cô. Dạ vậy là về cắt chín rồi. Dạ. Ăn hoặc chiên sơ cũng được. Cái này lấy cái bốn cục á. Dạ lấy cái bốn cục. Xin mời mọi người. Vậy là về là cắt là ăn thôi. Dạ, ăn được. Nhưng mà nếu mà cô chiên lên thì nó có mùi hơn, rất thơm. Dạ, cái này ăn luôn thì ăn luôn. Cái này còn không ăn luôn thì luộc. Không ăn luôn thì chiên còn chiên.